Mình chào bà con đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay anh Hai Lúa đang có mặt ở ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để gửi đến bà con một cái bất động sản hai mặt tiền, nằm trên hai mặt tiền con đường nhựa luôn. Hướng này bà con mình sẽ đi ra cái con đường Bào Ếch phía ngoài, cách đây khoảng 50m. Hướng bên đây á, bà con mình sẽ đi ra cái con đường Nguyễn Văn Linh ở phía ngoài. Ở ngoài đó là sẽ có Đạo Pháp Du Biên nè, hay còn gọi là Chí Giác Cung, có chợ Quy Thiện. Hướng ngược lại á, bà con mình sẽ đi ra đó là ngay hai cái ngôi trường, một ngôi trường mẫu giáo và một ngôi trường cấp 1. Theo hướng này, bà con thấy cái nóc nhà đỏ đỏ nên đó là trường mẫu giáo đó. Và ở đây á thì anh Hai Lúa sẽ có một cái mảnh đất rất là đẹp để gửi đến bà con mình, hai mặt tiền đường, đất cao ráo đã có hàng rào xung quanh hết rồi ha. Cái mặt tiền bên đây á mình sẽ có 26 m nha bà con. Cái mặt tiền bên đây dài xuống là 26 m. Đó, và cái mặt bên này là mình sẽ có 15 mét nha bà con. Đó, mặt bên đây là 15 mét. Bên đây là cái trục chính của con đường đi thẳng ra là đường Nguyễn Văn Linh. Đó, một cái mảnh đất như thế này, bà con có thể làm được rất nhiều thứ. Có thể làm một cái khu nghỉ dưỡng được. Đó, hoặc có thể xây lên một ngôi nhà được. Đó, rất là tiện lợi. Và đất này có thổ cư sẵn nha bà con. 140 mét vuông là đất thổ cư. Và hướng chính, đó, mặt bên đây là sẽ mặt là tính tiền nè bà con. Mặt bên đây là mặt tính tiền và hướng chính của cái mặt này sẽ là đông nam nha bà con. Đó, đất cao ráo bằng phẳng này, khu vực á, thì đầy đủ các tiện ích luôn, dân cư ở san sát với nhau, khu vực này là ô bằng cờ. Đó, và đất chúng ta như thế này có thể kinh doanh được, có thể mở quán nước được, có thể mở tạp hóa được, có thể mở kho bãi nhà xưởng được. Đó, cái mục đích sử dụng của nó rất nhiều và cái giá cũng nghe rất là hợp lý nha bà con. Tính là mình sẽ tính cái diện tích mặt ngang phía trước này là 15 mét, anh chủ anh sẽ để lại bà con cái mức giá là 160 triệu cho một mét ngang nha bà con. Đó, 160 triệu cho một mét ngang. Mặt trước phía trước này mình sẽ có là 14 mét 90, ở sau mình sẽ là 15 mét 51 nha bà con. Đó, coi như là gần như gọi là nở hậu nha, nở ít nhưng mà gọi là nở hậu luôn nha bà con. Đó, một mảnh đất rất rất là đẹp ha. Chỉ có 160 triệu một mét ngang thôi. Đó, vậy chi ra chỉ có khoảng 2 tỷ 400 triệu thôi. Bà con đã sở hữu được một cái mảnh đất như thế này rồi. Đó, bà con thấy có hợp lý không? Từ khu vực này bà con mình đi về đến ngay khu vực chợ Long Hoa, chỉ mất của bà con khoảng 2,5 km. Cũng như đi về chùa Tòa Thánh, chỉ cách cái bất động sản này khoảng 2 km thôi bà con. Nếu bà con nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bến Xe An Sương, bà con lên đến cái bất động sản của mình thì chỉ có khoảng 70 km là bà con đã đến đây rồi nha. Bà con có thể đi các loại xe khách lên đến bến xe Hòa Thành. Thì em Phong sẽ đón bà con, dẫn bà con đến và xem cái mảnh đất này nha. Và bây giờ mình sẽ xem qua cái sổ đất để coi bà con mình hình dung được cái miếng đất của mình như thế nào nha bà con. Ở đây mình sẽ có thửa đất số 727, tờ bản đồ số 22, địa chỉ là ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích đất của mình là 395,1 m², và mình có đất ở tại nông thôn là đất thổ cư 140 m², và phần đất còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đây là cái hình đất nè bà con. Ngang phía trước mình là 14 m9 nè. Một cạnh là 26.24, một cạnh là 25.8 và ở sau là 15.27. Đường là đường nhựa 10 m và quay về hướng đông nam nha bà con. Vừa rồi bà con mình đã xem qua cái sổ đất của cái bất động sản của mình rồi. Anh chủ anh chia sẻ lại với bà con là 160 triệu một mét ngang còn thương lượng. Bà con quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 gặp kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh để bà hỗ trợ bà con xem mảnh đất này cũng như là chốt cái mảnh đất này với anh chủ mình nha. Và bây giờ mình sẽ đi ra cái con đường Nguyễn Văn Linh ở phía ngoài cũng như là đi ra cái con đường Bào Ếch để cho mình bà con mình tham quan đường xá dân cư đây, đi lại nó có dễ dàng không nha. Xin mời bà con. Thì bây giờ từ vị trí bất động sản thì anh Hai Lúa sẽ đi ra cái con đường phía ngoài cho bà con mình xem đường xá dân cư nha. Thì bà con cứ đi theo con đường nhựa này thì mình đi thẳng mình sẽ ra đến đường Nguyễn Văn Linh. Thì bà con thấy nè, đường thì là đường nhựa, lộ giới là 10 m rồi. Đi lại rất là thông thoáng dễ dàng. Hai bên thì khu vực dân cư rất là đông luôn bà con. Đó, dân cư ở thì san sát nhau. Đó, thì bà con đi ra đến đây thì mình sẽ có một cái thánh thất bên tay phải. Đó, và đây là cái con đường Nguyễn Văn Linh. Nếu bà con mình rẽ phải á, thì mình sẽ đi về hướng Trường Đông cũng như là đi về hướng chợ Quy Thiện. Đó, cái hướng mà có cái tấm bảng đó là hướng chợ Quy Thiện đó bà con.
Còn bây giờ mình sẽ rẽ trái để mình đi về hướng thành phố Tây Ninh, đi về chùa Tòa Thánh cũng như là chợ Long Hoa. Đó, bà con chỉ cần quẹo trái thôi, mình đi thẳng theo hướng này thì mình sẽ đi về các tiện ích xung quanh phía trên. Đó, bà con thấy đó, đường xá thì đi lại rất là dễ dàng luôn. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Bà con hãy đăng ký kênh mua bán nhà đất Tây Ninh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha bà con. Thì mỗi ngày 7 giờ sáng hàng ngày thì kênh em sẽ lên những clip cho bà con mình có thể tham khảo những bất động sản mới nhất của tỉnh Tây Ninh em nha. Xin cảm ơn bà con và xin hẹn gặp lại.